giới thiệu cho quý vị một cái ngôi nhà đường ngõ thông, ô tô đi qua, diện tích 38m², vị trí là thuộc quận Hà Đông, Hà Nội. Với cái căn nhà ngõ thông thiết kế 5 tầng, diện tích rộng thì thiết kế như thế nào? Vị trí đi lại thì có thuận tiện hay không thì mời quý vị đừng rời mắt khỏi video để Ngọc Ánh sẽ quay và review cái ngôi nhà mới nhất, dự án mới nhất cho quý vị. Với 4 căn nhà đã bán 2, chỉ còn 2 căn chưa quay và đã bán rồi đấy quý vị ạ. Và với cái thiết kế 38m hướng nhà là hướng Đông Bắc như thế nào? Đây, đường ngõ thực tế, 5 tầng, thiết kế mới tinh, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn theo đúng như hiện trạng của ngôi nhà. Tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, 1 phòng vệ sinh. Và hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà, với phần cửa chính thiết kế 2 lớp cửa. Bên ngoài là lớp cửa cuốn điện, bên trong là cửa gỗ kính. Phần Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó chính là phần phòng khách của ngôi nhà, thiết kế đầy đủ cho quý vị hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Cũng như là cái căn nhà này thì đây, với cái phần phòng khách chủ nhà thiết kế thêm cho mình một chiếc quạt trần. Với cái căn nhà này hướng của nó Đông Bắc và vị trí thì tương đối là thoáng, gần với gì ạ? Gần với Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa, gần với lại bến xe Yên Nghĩa, gần với lại cuối khu đô thị Đô Nghĩa, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, gần với trường Đại học Phenica. Nói chung giao thông đi lại thuận tiện. Và với cái thiết kế diện tích rộng cho nên thiết kế tương đối là ổn. Đây là phần phòng khách, thì mời quý vị theo em vào phần phòng bếp. Với cái căn nhà này được cái ưu điểm thoáng trước thoáng sau. Đây là cái phần thoáng sau của ngôi nhà. Chủ nhà có lấy cho mình một cái ô thoáng đây để lấy toàn bộ ánh sáng vào trong không gian bếp. Và đây là cái phần không gian bếp của ngôi nhà, tương đối là rộng quý vị nhé. Hồ sơ điện, hồ sơ nước của căn nhà này đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Với bể ngầm thiết kế ở dưới là 2 khối 8, trên phía tầng 5 của ngôi nhà là thiết kế thêm cho quý vị 4 nước 1 khối. Với cái ngôi nhà này sử dụng nước sạch sông Đà, điện lực EVN Hà Nội, điện nước riêng biệt từng căn, sổ đỏ riêng biệt từng căn, xây dựng tường móng riêng biệt từng căn quý vị nhé. Đây là phần không gian phòng bếp, thiết kế toàn bệ của bộ tủ bếp ở đây là thiết kế gỗ MDF chống cong vênh, xung quanh ốp kính ốp bếp, phụ kiện bếp đều được lắp đặt đầy đủ cho quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Đấy, nước sạch mọi người ạ. Phụ kiện bếp, chậu rửa, vòi rửa, toàn bộ chất liệu inox 304. Đây là phần không gian phòng bếp. Toàn bộ phòng bếp mà nhìn ra phòng khách đây rất là rộng quý vị nhé. Thiết kế tương đối là ổn với một cái căn nhà 38m. Ngoài ra phần tầng 1 thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đường, hướng, giá, còn giá nữa. Giá của cái căn nhà này chủ nhà đang chào là 2 tỷ 830 triệu, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mọi người ạ, trong video này ngoài sẽ bật mí cho quý vị, tại thời điểm này ngân hàng đang hỗ trợ lãi suất rất là tốt, từ 9 cho tới 9,5% thôi mọi người ạ, trên 1 năm. Thiết kế cũng như là hỗ trợ cho quý khách hàng vay mua nhà được tối đa trong vòng 30 năm, tối thiểu là 3 năm với cái lãi suất cực kỳ là ưu đãi. Cho nên quý vị nào mà đang quan tâm đến cái phần cần hỗ trợ ngân hàng thì liên hệ ngay với lại em Ánh để em Ánh có thể tư vấn cho quý vị tốt nhất nhá. Và sau đây mời quý vị theo em lên khám phá tầng 2, 3, 4 và 5 của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế công năng như thế nào. Công năng của ngôi nhà này thiết kế hợp lý, vô cùng hợp lý. Bởi vì sao ạ? Trên phía tầng 2 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho quý vị một cái phòng ngủ rất là rộng. Đây, thiết kế toàn bộ sàn gỗ cho quý vị. Thiết kế một phòng ngủ tương đối là rộng. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Xung quanh hàng xóm dân cư đông đúc. Chợ trường phường trạm tiện ích cách với vị trí nhà đúng 200m quý vị nhé. Đúng 200m thôi, ra tới chợ này, trường mầm non này, tiểu học này, rồi là cấp 1 này. Nói chung giao thông đi lại tiện ích, quá là hợp lý. Dưới chân Ngọc Ánh ở đây, chủ nhà thiết kế cho mình sàn gỗ với hệ thống trần thạch cao, trần phào. Nói chung là thiết kế cái căn nhà này tương đối là chỉn chu, cẩn thận quý vị ạ. Cửa thông phòng thiết kế là cửa nhựa mọi người ơi. Đó. Và trên cái phía tầng 2 này thì thiết kế tương đối ổn ở đây ạ. Phòng vệ sinh đây rất là rộng nha mọi người. Phòng vệ sinh thiết kế ở bên ngoài riêng biệt. Đấy. Với cái này quý vị có thích lắp cabin tắm thì vẫn lắp thoải mái. Bồn cầu này, sen tắm này, lavabo này. Đó, phòng vệ sinh rất là rộng. Rồi là cửa sổ thông thoáng. Và đặc biệt nhất ở phía tầng 2 này,
Đây, chủ nhà thiết kế cho quý vị một cái phòng này. Quý vị có thể thiết kế ở đây là tủ quần áo, có thể thiết kế phòng thay đồ hợp lý đối với một cái căn nhà. Nói chung là thiết kế tương đối ổn. Còn nếu như để hoàn hảo thì mỗi người một suy nghĩ mọi người ạ. Và trên cái tầng 3, tầng 4 ra sao thì Ngọc Ánh xin trân trọng mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 2, thiết kế một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh rộng, thì lên trên phía tầng 3, tầng 4, chủ nhà thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây, vô cùng là thoáng. Các phòng đều có ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng. Tất cả các phòng ngủ đều được chủ đầu tư thiết kế sàn gỗ. Đó, hành lang đi vào các phòng tương đối rộng. Với cái thiết kế này ấy, thì cầu thang giữa, phòng vệ sinh thiết kế ở giữa, phòng ngủ hai bên, tầng 2 một phòng ngủ, tầng 3, tầng 4 mỗi tầng hai phòng ngủ. Như vậy với căn nhà này có 5 phòng riêng quý vị ạ. Đó, gần với trường đại học Fenican. Nếu như đợt này cũng có rất nhiều khách hàng hỏi Ngọc Ánh rằng nếu như mà anh chị chưa có nhu cầu ở mà muốn đầu tư để cho thuê thì có dễ cho thuê không, thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ với quý vị ở cái vị trí này rất là dễ cho thuê. Đó, cho các em sinh viên thuê học ở trường đại học Fenica, hoặc là quý vị có thể cho thuê hộ gia đình tương đối là hợp lý. Đó, trên phía tầng 2, tầng 3. Đây là phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3. Phòng vệ sinh ở giữa, nói chung công năng sử dụng không thiếu một cái gì về cái thiết bị vệ sinh trong phòng mọi người nhá. Đó, tương đối là ổn. Và cái vị trí quan trọng, nó là quan trọng đi lại, ngõ thông, đường thoáng, ô tô đi qua. Giá chào bán thì Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi. Đặc biệt là luôn luôn hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 70%. Tất nhiên trước khi mà giới thiệu ngân hàng vào thì sổ đỏ phải chuẩn chỉnh, giấy phép phải chuẩn chỉnh thì ngân hàng mới có hỗ trợ cho quý vị, đúng không ạ? Và phần còn lại mời quý vị lên tham quan tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Bởi vì tầng 3 và tầng 4 thiết kế giống hết nhau rồi. Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần tầng 5 của ngôi nhà. Với thiết kế ở đây cho quý vị một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Trên phía tầng này, chủ nhà có thiết kế cho quý vị ở đây một phòng thờ riêng. Mọi người ạ, đây là phần phòng thờ. Và phần còn lại sân phơi. Sân phơi trước, sân phơi sau, vô cùng là thoáng quý vị nhá. Đây, xung quanh dân cư đông đúc. Quý vị có thể nhìn thực tế đây. Đấy, hàng xóm dân cư rất là đông, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Ở trên cái phần tầng 5 này ấy, thì chủ nhà thiết kế cho mình một cái mái kính nhá. Mọi người đây ạ, thực tế có như thế nào thì Ngọc Ánh quay và review cho quý vị là như thế. Không là mái tôn mà sẽ là mái kính sáng. Đó, thiết kế tương đối hiện đại. Và sau cũng vậy. Đấy, nếu như quý vị nào yêu thích trồng cây, trồng hoa thì quý vị có thể cân đong đo đếm cái căn nhà này thoáng trước, thoáng sau. Đấy, dân cư ở là đi lại đông đúc, rồi là tất cả những cái tiện ích tiện nghi đều rất là đầy đủ. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.